cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Anh Thư, Phó Chủ tịch Hội Thấp khớp học Việt Nam về những câu hỏi của khán giả liên quan đến bệnh lý cơ xương khớp. Thưa bác sĩ, tôi 26 tuổi là kế toán nên thường xuyên phải làm việc trên máy tính. Gần đây thì tôi thường bị đau mỏi cổ, vai và lưng, có khi tê ra hai vai và xuống chân. Bác sĩ có cho tôi uống thuốc và dặn tập thể dục điều độ, nhưng tôi lại không có thời gian để tập. Tôi uống thuốc mà vẫn chưa đỡ. Mong bác sĩ cho tôi lời khuyên. Đây cũng là một trong những bệnh lý đang gia tăng ở giới văn phòng. Lý do chính của mình đó là mình ngồi rất là lâu trên máy tính, có khi ngồi tới mấy tiếng đồng hồ với những cái tư thế không có thuận lợi. Thí dụ ngồi gầm ghì và mình không có thay đổi tư thế. Vì vậy cái lời khuyên của bác sĩ đối với em rất là đúng. Em phải bỏ bớt công việc đi, em phải dành cái thời gian để vận động, đặc biệt là tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ. Những cái động tác đó sẽ giúp cho mình máu huyết lưu thông và nó sẽ đỡ cho những căng cứng cái cơ một cách bất hợp lý. Và cái chuyện mà mình không sắp xếp được thời gian là chuyện vô lý, bởi vì chúng ta biết là một ngày chúng ta có 24 tiếng đồng hồ, chúng ta có 8 tiếng đồng hồ để làm việc, chúng ta cũng phải bỏ ra ít nhất là nửa tiếng đồng hồ cho bản thân mình để tập thể dục buổi sáng, và giữa các giờ thì có chừng 5 phút mình tập thể dục giữa giờ. Điều đó nó giúp cho các em sẽ đỡ những cái vấn đề đau mỏi ở cột sống, ở cổ, ở vai, và nhiều khi mình chỉ cần vận động đủ là mình đã đỡ đau rồi, mình không cần dùng thuốc. Còn khi nào mình vận động, mình điều chỉnh chế độ sinh hoạt mà nó vẫn đau thì lúc đó chúng ta mới cần đi thăm khám nhiều hơn và mới cần đến thuốc. Chị tôi 45 tuổi bị sưng đau các khớp ở hai bàn tay cả năm nay, đi chữa trị nhiều nơi mà vẫn không bớt. Hai tháng nay lại sưng thêm hai khớp khuỷu tay, hai khớp gối và khớp cổ chân nên đi lại rất khó khăn. Xin hỏi chị tôi bị bệnh gì, nên đi khám ở đâu và chữa thì mất bao lâu? Những cái biểu hiện mà em nói của chị em thì có lẽ nó là bệnh viêm khớp dạng thấp. Đây là một bệnh lý viêm khớp tự miễn, nó sẽ gặp ở đầu tiên ở hai cái bàn tay. Hai cái bàn tay là hai cái bàn tay thường gặp nhất của bệnh. Và sau đó nó sẽ xuất hiện ở tất cả các khớp khác như cái tiến trình mà chị em mô tả. Đây là một loại bệnh lý nặng, bắt buộc phải được điều trị tích cực ngay từ đầu. Nếu chúng ta không điều trị tích cực, nếu chúng ta không kiểm soát được bệnh thì cái nguy cơ bị tàn phế rất là sớm. Và chị em mới có 35 tuổi, nếu mà chúng ta hình dung một người phụ nữ mà không làm được, sử dụng được cái bàn tay, không sử dụng được đôi chân của mình thì suốt cuộc đời phía sau thì nó sẽ là một cái điều bất hạnh rất là lớn. Hiện nay y học đã có những cái tiến bộ rất lớn để điều trị bệnh lý này, cho nên chị em nên đến các bệnh viện lớn của thành phố như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện 115, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ở đấy có những cái chuyên khoa khớp và chúng ta sẽ được khám và điều trị theo đúng cái chuyên khoa khớp. Hy vọng rằng chị em sẽ phục hồi được cái chức năng vận động và sẽ sớm đỡ bệnh. Thưa bác sĩ, bệnh viêm khớp có di truyền hay không? Các con của tôi sau này có bị viêm khớp hay không? Tôi nghe nói hiện có nhiều loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là có thể điều trị và phòng ngừa được các bệnh viêm khớp. Xin hỏi có đúng hay không? Cảm ơn bác sĩ. Thực sự thì không biết là bạn bị bệnh viêm khớp loại nào, nhưng mà theo tôi hình dung thì bạn đang hỏi về viêm khớp dạng thấp. Thì bệnh viêm khớp dạng thấp là bệnh có di truyền, tuy nhiên nó không di truyền trực tiếp. Nếu mà bố mẹ bị mắc bệnh viêm khớp thì con của họ có nhiều nguy cơ bị mắc bệnh viêm khớp hơn người khác. Có vậy thôi chứ còn chưa chắc là bạn đã bị bệnh. Và nếu mình có những cái biểu hiện ngay từ đầu của các bệnh viêm khớp, thí dụ như đau, sưng thì mình phải đi khám sớm để mình được điều trị tích cực ngay từ đầu. Thì đó là cách phòng ngừa cũng như là cách điều trị hữu hiệu nhất. Hiện nay cũng có rất là nhiều thực phẩm chức năng quảng cáo là có thể điều trị được dứt điểm các bệnh khớp hay là phòng ngừa được các bệnh khớp. Tuy nhiên thì không có một loại thực phẩm chức năng nào có thể làm được điều đó một cách hoàn toàn. Chúng ta cũng có một số những cái dưỡng chất của khớp, thí dụ như là glucosamine sulfate, chondroitin sulfate, collagen type 2 vân vân, được sử dụng để phòng ngừa một số bệnh viêm khớp, đặc biệt là thoái hóa khớp. Thì đây chỉ là những biện pháp hỗ trợ và nó cũng cần phải kết hợp với những biện pháp khác. Và đây chỉ là hỗ trợ chứ không thay được thuốc khi điều trị.